Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại thì có cái cô này nè, đến nhà tìm chị Hồng Loan lấy đồ nè cô chú anh chị. Cô đi rất là vội vã luôn, lấy đồ gì á. Đây nè cô chú anh chị. Wow, cô rất là bí mật cả nhà ơi. Không biết điều gì đây. Cô đi rất là vội vã rồi. Thì cậu Sử mới vừa mở cửa đưa đồ cho cô rồi. Không biết là có điều gì không cả nhà ơi. Thì hiện tại thì nhà vẫn đóng cửa nghe cô chú anh chị. Thì cô này đến lấy đồ rất là vội vã luôn. Không biết là lấy cái món đồ gì nữa. Rất là bí mật luôn cô chú anh chị. Thì nghe thông tin là cậu Sử với anh Chánh nói là chiều nay là chị Hồng Loan về đó nghe cô chú anh chị. Thì có gì em sẽ quay cập nhật cho cả nhà xem. Để mà quay toàn cảnh ngôi nhà cậu Năm cho cô chú anh chị xem nè. Phía trên nè, đó. Có cây bồ đề nè cô chú anh chị. Cây bồ đề mọc giữa vách tường luôn nè. Chắc đều rất là kỳ lạ luôn nè. Cô chú anh chị thấy không? Đó, phía trên nè. Có mấy cây héo, chậu cây héo giờ. Từ lúc cậu Năm mất tới giờ không ai tưới nước hay sao chú chị. Không ai lên đó luôn hay sao á. Thường ở trên đó là phòng của cậu Năm ở trên đó cô chú chị. Giờ cậu Năm mắt rồi như là cũng ít ai lên á. Nên cô chú chị thấy không? Hoa thì cũng héo quá luôn. Cửa sắt rỉ sét hết. Quá à, trời. Nhà này thì đóng cửa nha. Thì ai đến đây viếng thắp nhang cho cậu thì gõ cửa, kêu cửa thì cậu Sử với anh Chánh sẽ mở cửa ra cô chú anh chị. Thì cậu Năm chú Linh thì rất là nhiều khán giả yêu quý. Thì hàng ngày thì đều có khán giả đến thắp nhang cậu Năm chú Linh. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Thì cho thấy là cậu Năm chú Linh rất là được nhiều khán giả như là trong và ngoài nước thì rất là hâm mộ luôn, yêu quý cậu. Thì cậu sống rất là giản dị, hòa đồng với bà con. Giờ này cũng trưa cô chú anh chị, thì không khí xung quanh cũng rất là vắng lặng luôn, cũng rất là ít xe chạy qua lại luôn. Như là cái cô nãy đến tìm chị Hồng Loan lấy đồ gì á.
Thì giờ này có lẽ cậu Sử với anh Chánh cũng chắc đang ăn cơm hay sao chứ kia. Nghe chúng xì xào bên trong á. Tâm sự gì á. Chúng đang ăn cơm hay sao. Em luôn trực tiếp ở đây để cập nhật những chi tiết, những cái mới tại nhà của con Năm Linh cho cả nhà xem cả nhà ơi. Thì hiện tại thì chị Hồng Loan cũng vắng nhà rồi. Thì trong nhà chỉ có cậu Sử với anh Chánh thôi. Thì hai người cũng rất là hòa đồng thân thiện nghe cô chú anh chị. Thì cả nhà mà có đến đây thắp nhang cho con Nam Linh thì kêu gõ cửa là cậu Chánh, cậu Sử với anh Chánh sẽ mở cửa cho cô chú anh chị và các bạn vô thắp nhang cho con Nam Linh. Thì cậu Sử rất là hòa đồng luôn, rất là vui vẻ. Nói chuyện rất là lịch sự, dễ thương. Thì cả nhà xem thì nhớ cho Cảnh một like, như một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ, tạo động lực cho Cảnh có động lực để ra những video mới, những cái tình tiết mới nhất ở nhà của Nam Du Linh cho cô chú chị được xem. Thì khán giả đi ngang nhà đều nhìn vô nha cả nhà, là do đang có nhà đang có lùm xùm lu bu quá nha. Với cậu Năm Tú Linh cũng là người nổi tiếng trên trên cộng đồng mạng hồi đó giờ rồi, thì ai cũng biết đến cậu Năm Tú Linh là một người rất là hiền lành, nổi tiếng nhưng mà sống rất là khép kín, không có kiểu như là rất là giản dị của chú anh chị. Thì em cũng xin kết thúc video ở đây luôn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.